hàng chục điểm trên hành lang an toàn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây bị phá hoại, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, hiện nay dọc theo hành lang an toàn đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn qua xã Bình Sơn, huyện Long Thành và sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ của tỉnh Đồng Nai bị phá hoại rất nhiều. Hàng chục điểm có hàng rào bị cắt phá, có nơi tạo thành cánh cửa mở toang vào trong cao tốc. Một người dân ở đây cho hay, người ta mở để cho bò và ăn cỏ. Sáng ngày 23 tháng 12 năm 2020, trao đổi với thanh niên, ông Phan Đam Sa, trưởng trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết đã nắm được vụ việc và đã có văn bản gửi đến địa phương trên để phối hợp xử lý, đồng thời cử nhân viên đi khắc phục. Những điểm mà người dân mở để vào trong khu hành lang làm việc gì đó hay công nhân cạo mũ cao su mở để thuận tiện băng qua đường, chứ không phải người dân mở để đón xe trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.